các chị hãy tạo thói quen hàng ngày cho em bằng cách là chúng ta bôi kem chống nắng nhé. Khi mà chúng ta đi ra ngoài á, chúng ta đã bôi kem chống nắng rồi, cái kem lớp kem chống nắng này sẽ giúp chúng ta là bảo vệ cái làn da này. À, hay luôn anh chị ạ, giúp nâng tông da nhá, ngăn ngừa lão hóa da. Bất cứ một cái dòng kem chống nắng nào khi mà chúng ta đã mua về rồi, chúng ta đang sở hữu, thì hãy siêng, hãy tạo cho mình một cái thói quen. Chỉ cần sau một thời gian thôi á, anh chị và các chị đã thấy cái làn da của mình ấy nó khác biệt rất là nhiều so với chúng ta không dùng kem chống nắng anh chị nhá. Cái làn da của em trước đây ấy, anh chị nó vừa nám này, sạm và đôi khi đã có cái vết tàn nhang ở đây rồi. Nhưng bây giờ em dùng cái kem chống nắng này nó nâng tông. Đây là anh chị có thể là tham khảo về cái kem chống nắng dạ thảo liên này nhé. Anh chị nào mà muốn sở hữu cái dòng sản phẩm này thì hãy kết nối qua cho em nhé, và em sẽ hỗ trợ mọi người.